Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong các tác dụng không mong muốn của thuốc thì dị ứng thuốc là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Theo các chuyên gia, việc tự ý dùng thuốc không theo hướng dẫn dễ gây dị ứng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Thông tin có tại trang sức khỏe 24 giờ. Biểu hiện của dị ứng thuốc Theo thạc sĩ Nguyễn Bạch Đằng Học viện Quân y, một số triệu chứng khi bệnh nhân bị dị ứng thuốc là cơ thể đột ngột nổi ban đỏ ngứa, nhất là các vùng quanh mắt, quanh miệng ở gan bàn chân, bàn tay da đầu. Ngoài ra một số triệu chứng tiền dị ứng có biểu hiện như người bệnh có cảm giác buồn trồn, khó thở như vướng gì đó ở họng, nặng hơn sẽ sốt cao tới 38 39 độ C, kèm theo cảm giác mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đau xương khớp và nổi nhiều hạch. Những biểu hiện dị ứng thuốc trên da và niêm mạc hay những triệu chứng xuất hiện trên cơ thể là những biểu hiện thường gặp nhất và tương đối sớm khi cơ thể có những phản ứng dị ứng với thuốc. Đối với cơ địa từng người, cơ thể dị ứng có thể ở mức độ nhẹ, nặng, thậm chí rất nặng, đe dọa trực tiếp tới tính mạng của người bệnh. Những nguyên nhân gây dị ứng Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới dị ứng. Những người có tiền sử về dị ứng như dị ứng thời tiết, dị ứng thức ăn sẽ có khả năng dị ứng cao hơn khi sử dụng thuốc tuổi tác và giới tính cũng có vai trò rõ rệt trong nguy cơ dị ứng. Theo thống kê cho thấy, tỷ lệ dị ứng ở nữ nhiều hơn nam. Sử dụng thuốc không đúng chỉ định của bác sĩ, không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, dùng quá liều lượng, dùng kết hợp nhiều loại thuốc cùng lúc, dùng trong thời gian kéo dài, kết hợp nhiều loại thuốc một lần và không biết chúng phản ứng chéo, tương kỵ lẫn nhau sẽ gây ra tình trạng dị ứng thuốc. nguy hại khi trẻ bị dị ứng thuốc kháng sinh dấu hiệu nhận biết trẻ bị dị ứng thuốc kháng sinh trẻ bị dị ứng thuốc kháng sinh là một trong những hiện tượng thường gặp nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của bé dị ứng thuốc có thể do dược chất tá dược hoặc tập chất khi pha hoặc dị ứng thuốc xảy ra khi uống khi tiêm khi bôi ngoài da thậm chí khi nhỏ mắt dị ứng thuốc không phụ thuộc vào liều lượng có thể chỉ một liều lượng nhỏ cũng gây dị ứng thuốc ở mức độ nặng và có thể gây tử vong khi trẻ đang được điều trị bệnh bằng thuốc, nếu cha mẹ nhận thấy trẻ có những biểu hiện bất thường, cần phải ngừng ngay thuốc đó và đến bác sĩ để có hướng điều trị thích hợp. Để phòng ngừa dị ứng thuốc thì khi trẻ đã bị dị ứng thuốc nào thì tuyệt đối không dùng thuốc đó nữa. Cách sơ cứu khi trẻ bị dị ứng thuốc. Khoa cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tiếp nhận những trẻ bị dị ứng thuốc trong đó có cả trẻ bị sốc phản vệ sau khi uống một loại thuốc trị đau bụng, ói. Theo bác sĩ Tiến, Phó khoa hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, sau khi uống thuốc, trẻ có biểu hiện ngứa, nổi mẩn đỏ, sưng phù ở mặt chân tay, kèm nổi mề đay rải rác khắp người và tụ huyết áp, khó thở và trụi mạch. Các bậc phụ huynh cần ngưng ngay thuốc đó đang sử dụng hoặc dị nguyên gây sốc. Cho nạn nhân nằm ngửa, đầu thấp, chân cao, nếu có thể thì dùng dây garo buộc phía trên nơi tiêm thuốc và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Vitamin C ngăn ngừa dị ứng hiệu quả. Vitamin C có tác dụng giúp cơ thể chống lạnh, đồng thời giúp giảm nghẹt mũi, chảy mũi và ngứa mắt khi bị dị ứng. Vitamin C có nhiều trong cam giúp giải phóng histamin và phân hóa chúng nhanh chóng, ngăn ngừa được bệnh hen suyễn và các bệnh dị ứng khác như viêm mũi dị ứng, nổi mề đay. Khi bị dị ứng Nồng độ histamin của bạn rất cao. Vitamin C trong trái cây như cam, ớt chuông, cà chua, đậu sẽ giúp giảm giải phóng histamin và phân hóa nó nhanh hơn. <laughs> cách phòng và điều trị khi bị dị ứng thuốc. Theo Thạc sĩ Nguyễn Bạch Đằng, Học viện Quân y, thuốc là thực phẩm hỗ trợ là sản phẩm để điều trị bệnh, thế nhưng không vì thế mà chúng ta có thể sử dụng nó một cách tùy tiện đấy chính là cách chúng ta tự bảo vệ sức khỏe của mình. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mọi người cần nhớ không tùy ý sử dụng thuốc nếu không có hướng dẫn và sử dụng và đơn thuốc bác sĩ, cần đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, không tùy ý mua thuốc sử dụng, nhất là thuốc kháng sinh hay một số loại thuốc chuyên khoa đặc trị. Quý vị và các bạn thân mến, một số thói quen có hại trong chế độ ăn tạm của trẻ là những thông tin sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt